Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Vua Rồi Giờ. Bên đây tàu lão chào bên đâu Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli và Đại Lâm Chuyện bên này. Đi chứ mà trong cái Lâm là cái bàn của Mã Cha So. Cái bàn này là gần thứ 90 rồi nha các bạn. Sân của Mã Cha So có 6m7 thôi. Chưa được 7m nha. Bên kia là tài nhỏ sảnh sảnh cường kem 12m đầu do 1-0. Kèo này sẽ rất khó khăn cho bên ba. Không thể đùa được với Mã Cha So. Đẳng cấp của Mã Cha So. 1-0. Đây là Lip Rồ, chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai đầu mỏ với gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn đã nhiều. Bầy sói đang xẻ thịt Mã Cha So. Đây là ba đĩa, quyền thoại ba đĩa đã trở lại đường đua. Còn đây là cao thủ Dương Abu, căn cứ 4. Z30 đây, cao thủ trẻ đang lên. Quýnh một ngày, nghỉ 7 ngày, thể lực đang rất xuống. Ok, Z30 đây là tù chứ còn gì nữa. Xỉn xỉn rất sợ kèo này nha các bạn. Chỉ có tài nhỏ rồi gan thôi. Bốn ngày dây, đừng có cãi. Ối cơm, đẳng cấp pha bóng rồi của tài nhỏ, quá ghê gớm. Ba một. Quá ghê. Có thể nói một pha tan bóng quá ghê của Mã Cha So. Một pha tan bóng đi quá khó chịu của Mã Cha So. Bi bay, tỷ số đang là 2-3. Ba đều. Bay. Mã Cha So chỉ có 6m70 thôi nha các bạn, chưa được 7m nha các bạn. Chưa được 7m dọc luôn nha. Còn bên là tài nhỏ xỉn xỉn và cần kem 12m. Cáp kèo và cáp kèo rất khó khăn. 3 đều. Bóng ra ngoài. Bốn ba. Pha kèm bóng quá hay gì rồi của cường kem. Lại là một pha trồng đầu vừa rồi của tài nhỏ trước Mã Cha So. 5-3. 5-3. Banh bóng bây giờ cáp kèo rất khó khăn nha các bạn. Không thể một sớm một chiều được một kèo đâu. Rất khó, có thể nó quá khó. Đặc biệt là kèo đánh tay nha. Kèo đánh tay càng khó. Quá hay. Có thể nó một pha quá tự tin. Xử lý gì rồi của tài nhỏ vậy rồi. Quá tự tin. Mã Cha So cũng rất chủ quan pha bóng vậy rồi.
6, 3. Quá ghê cho mãi cho. Lại là cú tán của Machado. Sến không biết đường đâu mà lần phá bóng rồi. Tại nó một pha quá khó cho Sến vừa rồi. Bốn sáu. Bảy bốn, bóng ra ngoài. Một pha quá khó cho tài nhỏ vậy rồi. Năm bảy. Bụng ra ngoài. Sáu bảy. Sân của Mã Chai Xoài chỉ có 6m70 thôi nha các bạn. Chấp vô 2m3. Bảy đều. Bóng tốt. Và bóng đẹp trực tiếp của Mã Chai Xoài. Bảy đều. Lại là một pha xử lý chồng đầu quá hay vừa rồi của tài nhỏ trước Mã Chai Xoài. Tám bảy. Tám bảy. Quá hay cho tài nhỏ. Đang tiếc cho Cường Kem. Tám đều. Chín tám. Quá hay cho tài nhỏ. Pha phòng thủ hay. Quá khó. Tệ nó quá khó pha bóng gì rồi cho bên ba. Chín đều. Tỷ số đó là chín đều nha các bạn. Chín đều. Quá hay cho tài nhỏ. Quá có cho tài nhỏ. Ngay dây.
ngay sợi dây, mời trên. Có thể nó pha bóng đi rồi, quá khó cho tài nhỏ. Xỉn xỉn vậy rồi, pha bóng đi rồi, ngay sợi dây. Mời trên. Trời ơi, đỡ chú biết chứ xe bừa chú đều đúng rồi. Mời trên. Mời đeo. Một pha kết thúc quá tuyệt vời vậy rồi cho tài nhỏ. Mời đeo. Quá khó. Cái thể nó một pha tan bóng quá khó. 11-10. Mười một mười. Bóng ra ngoài. Mã Cha Cho không tin ai được đâu các bạn ơi. Mã Cha Cho không bao giờ tin ai. Bầy sói đang ăn nấp rình rập Mã Cha Cho, cho nên Mã Cha Cho không tin ai hết. 11 đều. Đúng rồi. Lại là cú tán của Mã Cha Cho. Lại là cú đua của Mã Cha Cho. Quá hay cho Sinh. Ôi cơm. Và bóng vừa rồi Mã Cha Cho đã dấp phải chân này đá chân kia. Tỷ số đang là 12-11, đang nghiêng về cho tài nhỏ Sến Sến và Cường Kem. Sức bóng này quá vất vả. Mười hai mười một. Mười ba mười một. Mười bốn mười một. Bốn một. Đẳng cấp và bóng đi rồi của Mã Cha Cho. Có thể nó một pha trả đòn quá hay gì rồi của Mã Cha Cho. 12-14.
13-14. Đang tiếc pha bóng gì rồi cho Cường Kem. Một pha không chế, không cảm giác rồi Cường Kem. 13-14. Đang tiếc cho Mã Cha So. Cơ thể đang quá đang tiếc cho Mã Cha So các bạn à. 15-13. Mã Cha So chỉ còn tự biết trách mình thôi. Một pha tán bóng gì rồi của Mã Cha So, không qua lưới gì rồi. Đáng tiếc cho Mã Cha So thật sự các bạn ơi. Ói cơm vỡ canh Mã Cha So.